Bây giờ mình chỉ cắt cắt cái củ cải trắng mỏng rồi tỉa thành sợi nha. Trước hết cái cơ bản mình để cây tâm vô chính giữa. Tại sao mình để cây tâm? Ok, bác sẽ giải thích. Mình cắt cái củ cải trái này á, mình xay cái củ cải trắng. Tay phải cầm dao, nhưng dao phải đưa lên đưa xuống giống như cây cưa đó. Ok. Bây giờ mình cắt vỏ cho nó tròn giống như. Cái tâm để ở trên đó là khi mình cắt con dao nè, mình cắt con dao vô đó, mình che lại, mình không thấy cây tâm rồi đó, mình qua đó. Đó, mình cắt vô tiếp đó. Khi mình cắt vô con dao mình che lại cây tâm á, mình da xây trở da rồi mình cắt vô tiếp. Đó là lý do tại sao mình để cây tâm vô chính giữa. Đó là cho những người mới cơ bản tập cắt mỏng đó. Nhớ là tay trái chỉ là xoay cái củ cải, tay phải là đưa con dao lên xuống như cây cưa vậy. Không? Thấy mỏng không? Mỏng như tờ giấy nè. Không? Thì nhớ là móng tay trái nắm ở trên, móng tay phải nắm ở dưới là nó căng bằng hết nha. Dao mình chỉ đưa lên đưa xuống giống như là cây cưa đó. Bên tay trái mình cho xoay cái củ cải trắng vô nha. Chính giữa nó là thăng bằng rồi, mình không có cần lo cái chính giữa, chỉ lo trên với dưới thôi. Khi nào con dao mà nó che lại cái tâm á thì mình lật qua ha. Lật qua đây mình bắt đầu tiếp tục mình cắt vô. Đó là lý do mình sao mình phải cầm cây tâm ở chính giữa cho mấy người mà mới học. Ok, khi nào con dao nó che lại ha, mình lật ra. Mình đi vô lại, bây giờ tiếp tục. Đó, đi vô chơi cây tâm, mình da lại. Đó là cơ bản để sắc mỏng cái trái củ cải trắng. Bây giờ mình sắc xong rồi, cắt xong, bây giờ mình phải cắt da sở thành sở nha. Mình cắt hàng sợ, mình xếp lại miếng củ cải cho nó dày một chút đi, gấp đôi lên. Mình xếp lại vậy nè, cho nó không có trơn vào. Đó. Thank you.
cắt thành sợ đó. Mình xếp lại cắt vậy nó không có trơn vào cái. Mình sắt á, mình sắt xuống vậy nè, thấy không? Sắt dao xuống. Đẩy nó lên vậy. Nó mới nhuyễn. Chứ không phải sắt xuống vậy nha. Mình phải đưa con dao thẳng lên, đẩy con dao lên. Thì nó mới nhuyễn được. Okay.